các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2.vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới chí tôn phiên bản Season 2 đặc biệt, sử dụng Auto Reset In-Game, Anti-Hack Protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn WestGen. S2.vn chính thức Open Beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn, bang hội tranh hùng. All Mas. Quay trở lại em nào, Hia xem. Quần sẽ là quần dưới, mặc áo phiên 599 em nhá. Rồi ông thấy mic lại tắt như nào. Chào anh sư tử đá nhá, chào lại anh này. Đây là có voi dành cho thủ với lớp. Hy vọng map phải map xấu với con xe rồi. Con xe map chớm ổn là mình sẽ khó đánh hơn. Một con voi, một bầy hươu quả đầu sáu. Nhà cũng chẳng có thế gì đâu. Vẫn đang tích cực đi dò dành cho thủ với lớp. Đây là bãi quả phụ 6 cây. Đây, đây. Có thêm đồ rồi. Vừa định bảo là có thêm một con voi nữa khỏe thì cho ngay 4 voi. Ở tỷ số nhỉ. Ok rồi. Mẹ bật quảng cáo quần tỷ số. Cảm ơn anh Hoàng Đức nhá. Trái mùi hiệp nhá. Đó, con voi đầu tiên trong 4 voi này để lại cho thủ về lớp. Gani điểm số khá thấp nha kìa. Quân này tất nhiên thì Gani phải lên đời liều tiêu lực yếu thì mình mới có thể chơi cần được. Có hai voi về dành cho thủ với lớp, chắc chắn thì lực sẽ khỏe cho lớp rồi. Thấy cái mỏ voi lực cũng sẽ rất khỏe. Rồi phi. Ừ.
Đi qua chữ của lớp đang muốn câu vào. Thôi, không sao. Con voi ngao thật, nó đứng ở đây luôn ạ. Ở đây là BM, ở đây là vị trí đóng nhà BL của thủ vệ lớp. Lên rồi, như này là ok rồi. Người 4x. Đây bãi vàng đẹp của thủ vệ lớp. Anh đi tất nhiên sẽ là đời sớm hơn rồi. Nó sẽ nhảy điểm từ khá sớm. Chọc luôn như này. Đây là con giò của gấm thủ Andy. Andy đánh chém và sẽ chơi kiểu như nào đây. Một L, một P, sau đó có cùng đồ được ăn phủ ta hay không? Với kiểu chất quân cơ giới này thì mình sẽ phải chơi kiểu thủ 1P. Anh cũng sẽ biết điều đó rồi. Đây là vị trí nhà của game thủ Andy cầm sen. Đã lên đời 3 xong. Đang chơi hàng đôi lầu thứ 2 luôn dành cho mình lớp. Bánh xe lại anh lớp ơi. Rồi. Mã thằng 2 lầu luôn dành cho mình lớp. Các phép nhà bạn rồi, con giò đã câu rồi, nó chưa dồn cơ quan lên được. Rồi ra túc tắc một vài cái ruộng thì cái thực bò kia cũng đã sắp hết. Em biết thì mình nó là khó làm gà. Nó là sen nữa. Nên là ta sẽ cố gắng sóc thật đều hay lờ. Con giò rất khó chịu được mà đẩy lên. Tôi nhìn thấy ở đây có thủ một cây đấy. Bây giờ đã có dành cho Vani rồi. Hai lờ lớp vẫn đang sóc đều nhá. Tao vẫn đang sóc đều hai lờ lỗ luôn quanh ruộng này. Rồi lỗ ngay quanh ruộng. Đang về dành cho với lớp. Bất thở. Khá khó chịu. Họ bắt con lạc đài nào. Nói chung là chúng ta vẫn đang giữ tham tốt đấy. Giữ tham tốt. Anh đi ngủ, ngủ đi, ngủ đi anh ơi. Để em bú tập lần này em chơi được nào. Được hai con, được ba con phù, được hai con chị em. Ta được mới chỉ là hai ba con dân thôi. Ba mươi hai vào trong hoàn dân. Đó là bài chơi chém đánh cửa vỗ mặt thôi. Nếu đánh càng lâu chắc càng khê. Đang cho game thủ về lớp. Đấy, chắc chắn thì Gani đã phù rồi. Anh muốn vào bất ngờ một tôn. Đâu phù. Để nói rồi đi công phù luôn nhá. Hay là phù đứng ở vị trí BS này. Đấy, còn chia làm hai cánh quân. Đâu cũng thấy quân còn xe cái này. Xe mình mới chịu gắn này thôi.
phù dành cho Bandy. Lộc đã có những chiếc ruộng ở nhà để sóc quần rồi. Thế trận tất nhiên chúng ta vẫn đang là khó chơi hơn. À sao ông Tôn mong ta phải cấu được lực con sen ra dừng ở chỗ đấy hở. Thằng muốn đi vòng này thì cái lớp bảng đã hở chưa. Mình dính ông Tôn mà ăn được dân của đội bạn. Tôn ở nhà nhóc nhá, ở nhà lý nhá. Có lùi. Có ăn được bãi vàng. Anh xuống cái bãi gỗ bãi ruộng không? Bạn đang biết tìm đi quần luôn không đéo về. Ruộng mình lo bãi ruộng mình nhá. Bãi 8 là trường thủ với lớp. Chắc chắn thì tuần này chúng ta sẽ bị yếu đi về lực. Chú dần nào. Giáp 4 đã có rồi lớp rồi. 3 lời giáp 4. Cái này đã không có 3 lời. Một vai hai cung đờ thôi, toàn lắp ra cho con đi đánh chuẩn thôi, bám luôn, cực kỳ khắc chém, và chúng ta đã chém các thứ rồi. Cứ từ trên nó bổ xuống rồi, hay thật, 27. Cho về lớp rồi. Số là 23. Quần khó chơi quá, mình kia có phù lạc đà nó khắc chém.